Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Hảo Xuyên TV đây. Và hôm nay mình lại tiếp tục ra một cái video mới này các bạn ơi. Thì ngày hôm qua là nhà phát hành đã đăng lên một cái thông tin nữa đó mọi người. Là sẽ có rất là nhiều bộ tóc khác nhau với lại là nhiều màu để cho các bạn có thể là đổi màu tóc nè, nhuộm tóc á mọi người. Nó rất là hấp dẫn luôn. Thì ngày cập nhật chính thức hình như là ngày 16 tháng 5 á mọi người. Tuy là nhà phát hành chưa có ra ngày cập nhật chính thức nhưng mà mọi người đều đoán là ngày 16 tháng 5. Thì hôm nay nó lại ra một cái gói cũ nè mọi người, đó chính là gói con cá ngựa với lại gói cương thi nè, với lại là gói giai điệu ước mơ. Và cái cuối cùng là một cái gói phù thủy gói nè mọi người. Thì gói này mình chưa có mua, tại vì mình thấy nó hơi ấy cho nên là mình không có mua á mọi người. Với lại là cái gói ảo thuật gia nè, cái gói này mình thấy nó khá là xịn đó, cho nên là bạn nào chưa mua thì các bạn có thể là tranh thủ mua đi nha. Thì bây giờ là mình sẽ cho các bạn coi một clip nhỏ về cái phần update này nha. Thì nhà phát hành sắp chuẩn bị cho ra một cái bệnh viện á mọi người. Thì ở trong đó có NPC á, thì bây giờ mình sẽ cho tất cả các bạn coi nha. Nó thì rất là thú vị luôn á mọi người. Thì mình thấy ở trong đó có một cái con nhân vật là có cái tóc màu hồng á, nó đang mặc cái bộ đồ mới đó mọi người. Thì bây giờ là mình sẽ đọc cái thông tin mà nhà phát hành đăng ngày hôm qua cho tất cả các bạn coi nha. Tại vì ngày hôm qua mình hơi bận á mọi người, cho nên là mình ra video không có được á, cho nên là mọi người thông cảm với mình nha. Với lại là cũng sắp gần thi rồi đó mọi người, cho nên là mình ra video nó hơi chậm chệ một tí. Thì các bạn hãy thông cảm cho mình nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn á. Thì bây giờ là mình sẽ đọc nha mọi người. Xin chào, chúng tôi là Play Together, thêm các kiểu tóc đặc biệt mới và khai trương bệnh viện ở khu trung tâm. Sự kiện câu cá đặc biệt sẽ kết thúc là sự kiện mà câu được mấy bộ đồ của Việt Nam mọi người sẽ kết thúc nha. Nếu mà bạn nào mà chưa câu được thì bây giờ là các bạn nên tranh thủ rồi nha. Người ngoài hành tinh và các đặc vụ đã tìm đến đảo Kaya cũng sẽ rời đi. Nếu có vật phẩm nào mà các bạn chưa kịp có được, hãy nhanh chân lên nhé. Nội dung là sẽ cải thiện khu trung tâm. Nếu bị ốm, hãy tập trung ở ngay đây. Nội thất bên trong của bệnh viện khu trung tâm đã được thêm vào. Có nhiều không gian điều trị khác nhau như là phòng mổ, phòng điều dưỡng và phòng chụp X-quang. Cư dân nào đang cần điều trị đừng ngần ngại mà hãy ghé thăm ngay nhé. Thêm trang phục mới, các kiểu tóc mới và trang phục phong cách cực thu hút giúp bạn tỏa sáng hơn sẽ được thêm vào. Hãy tô điểm cho nhân vật của bạn với kiểu tóc và màu nhuộm mới tại Cha Hong Beauty Salon ở khu trung tâm. Kiểm tra các vật phẩm mới trong điện thoại cửa hàng trang phục ngay. Khác, giao diện của cửa hàng được cải thiện để giúp bạn xem sản phẩm trong trò chơi dễ dàng hơn. Tiến hành cải thiện để khi thanh toán mua các vật phẩm trong ứng dụng, sản phẩm đã được mua sẽ được thêm vào hộp thư. Cải thiện danh sách quà tặng muốn gửi trong chức năng quà tặng thư. Các cải tiến về giao diện và sự tiện lợi khác. Lưu ý là ngày cập nhật sẽ được thông báo sau. Nội dung cập nhật và cải tiến có thể được sửa đổi và bổ sung. Chi tiết cập nhật có thể được tìm thấy ở trong trò chơi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để thời gian của các bạn trên đảo Kaya trở nên thú vị hơn. Xin cảm ơn. Ok mọi người ơi, thì làn cập nhật này mình thấy nó khá là thú vị á mọi người. Sẽ có rất là nhiều bộ đồ mới luôn cho mọi người có thể là thay đổi trang phục của con nhân vật của mình trở nên mới mẻ hơn và để chơi trong đảo Kaya này nha. Với lại là nếu mà bạn nào chưa câu được cái mấy cái món đồ mà của Việt Nam ở trong câu cá được hộp quà mọi người, thì mọi người nên cố gắng tranh thủ để mà câu cá để mà được cái hộp quà đó mà mở ra mấy cái trang phục của Việt Nam nha. Tại vì cái sự kiện này lâu lắm á thì nó mới mở lại một lần nha mọi người, cho nên là mọi người cố gắng tranh thủ để mà câu nha. Thì bây giờ là mình sẽ cho các bạn coi cái hình ảnh mà bốn kiểu tóc mới mà nhà phát hành kiểu như là cho chúng ta xem nha mọi người. Thì mình thấy có một cái màu tóc mới khá là đẹp luôn, đó chính là màu xanh miner đợt chuối á mọi người. Mình thấy nó khá là nổi á, thì mai mốt mà nó cập nhật xong á mình sẽ nhộm cái màu đó luôn. Đó, cho nó chắc chơi người chơi nha mọi người. Rồi ok mọi người ơi, thì bây giờ mình lại tiếp tục chơi tiệc trò chơi nha. Thì hôm nay mình chơi khá là gà luôn mọi người, với lại là mạng của mình khá là lắc với yếu luôn. Mình chưa có đăng ký 3G á, cho nên là các bạn nãy giờ các bạn thấy á là mấy cái con nhân vật người chơi này nó hay bị giật giật, với lại là hay bị xô đẩy lắm luôn á.
Hôm nay mình chơi khá là gà luôn, lúc nào cũng được hạng 2 hết trơn á mọi người ơi. Chắc hôm nay mình sẽ làm cái thử thách là mình sẽ được hạng 2 hết nguyên một buổi quá trời ơi. Đây, mình đã chiến thắng được hạng 2 nè mọi người. Trời ơi, mình chơi với toàn dân pro không luôn mọi người, nhưng mà hai bạn kia đã bị rớt rồi nè. Đó, mình sẽ chơi đấu với cái ông này. Thì cái ông này á, ổng đi đường tắt khá là hay luôn á mọi người. Mình cũng đi được á, nhưng mà mình sợ nó bị rớt á, tại vì mình đang làm video nè mọi người, cho nên là mình không có dám đi mấy cái đường tắt để chạy cho nhanh hơn. Thì nói chung là chừng nào mà mạng mình mạnh lỡ á, thì mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn những cái đường tắt mà giúp con nhân vật của mình chạy nhanh hơn và an toàn hơn nha mọi người. Đó, để cho mọi người có thể là giành top 1 chiến thắng dễ dàng hơn nè. Thì cái mạng cuối này nè là giật dương miệng nha mọi người, nhưng mà các bạn để ý một chút đi. Đó, mình vẫn thấy cái chân của các bạn ở đằng sau đúng không? Thì cái trò này cực kỳ dễ chơi luôn. Nói chung là các bạn chỉ cần đợi nó gần cỡ 15 giây đó là các bạn sẽ đi giành cái dương miệng này nha mọi người. Tại vì nếu như mà lúc đầu mà các bạn giành trước á, thì kiểu như là đợi tới 15 giây sau á, là người ta sẽ chạy lại các bạn và giành lại dương miệng, là lúc đó là các bạn sẽ bị té xuống á. Thì té xuống là đâu cỡ 3-4 giây á, thì cái con nhân vật của mình mới đứng lên lại được. Cho nên là mình giành nó hơi bị khó mọi người. Với lại 15 giây nó chơi rất là nhanh luôn á. Thì nãy giờ mình chơi mấy người, bây giờ mình mới để ý là cái chân của con nhân vật của bạn bên kia mất tiêu luôn. Không biết là bạn đó có thoát ra không nữa. Thì tới gần phút cuối á mọi người, đây còn 10 giây nè, mình nhảy lên mình vẫn không thấy cái con nhân vật của bạn kia luôn. Cho nên là mình giành cái dương miệng này luôn á mọi người. Nhưng mà mình vẫn không hiểu tại sao nếu như mà thoát ra là cái con nhân vật nó sẽ không có xuất hiện ở ngoài cái màu tím tím này đâu mọi người ơi. Nhưng mà lại xuất hiện luôn, không hiểu tại sao luôn. Rồi, ok mọi người ơi, thì chắc video clip của mình ở đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem tới đây. Thì các bạn nhớ cho mình một nút like, một nút đăng ký kênh và nhớ ấn vào cái chuông để cho mình ra video mới nhất, là các bạn là người xem đầu tiên nha. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều luôn. Hẹn các bạn trong những video clip tiếp theo của mình nha. Bye bye mọi người. Bye bye.